Tuy làm cho đạo này làm được việc nên làm nhưng không làm cho nó chứng đắc và trụ vào thật tế, nên trí đạo tướng là trí chung của Đại Bồ Tát, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Các Đại Bồ Tát đã tu đạo Như Lai được viên mãn rồi, lẽ nào cũng không chứng đắc và trụ vào thật tế? Phật bảo thiện hiện, các Đại Bồ Tát thành thục hiếu tình trang nghiêm cõi Phật và tu đại nguyện, nếu chưa được viên mãn thì vẫn chưa thể chứng đắc và an trụ vào thật tế. Nếu đã viên mãn mới có thể chứng đắc và an trụ vào thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại hỏi Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ nơi đạo để chứng thật tế phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện lại hỏi, các Đại Bồ Tát trụ nơi phi đạo chứng thật tế phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện lại hỏi, các Đại Bồ Tát trụ nơi đạo phi đạo chứng thực tế phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện lại hỏi, các Đại Bồ Tát trụ nơi chẳng phải đạo chẳng phải phi đạo chứng thật tế phải không? Phật bảo không phải. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu vậy Đại Bồ Tát trụ ở đâu để chứng trụ thật tế vậy? Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Ông nhờ trụ nơi đạo mà dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát phải không? Bạch Thế Tôn không phải. Thiện hiện, ông nhờ trụ phi đạo mà dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát phải không? Bạch Thế Tôn không phải. Thiện hiện, ông nhờ trụ vào đạo phi đạo mà dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát phải không? Bạch Thế Tôn không phải. Thiện hiện, ông nhờ trụ nơi chẳng phải đạo chẳng phải phi đạo mà dứt hết các lậu tâm được giải thoát phải không? Bạch Thế Tôn không phải. Phật bảo thiện hiện, nhờ trụ vào đâu mà ông dứt hết các lậu hoặc tâm được vĩnh viễn giải thoát? Thiện hiện thưa, chẳng phải con có trụ nên dứt hết các lậu tâm được giải thoát vĩnh viễn, mà là con dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát hoàn toàn không trụ vào đâu cả. Phật bảo thiện hiện cũng lại như thế. Các Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, hoàn toàn không chỗ trụ nên khi chứng đắc và an trụ vào thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao trí nhất thiết tướng gọi là trí nhất thiết tướng vậy? Phật bảo thiện hiện, biết tất cả pháp đều đồng một tướng, đó là tướng vắng lặng, cho nên gọi là trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, các hành trạng tướng có thể biểu thị các pháp, Như Lai có thể như thật hiểu biết khắp, cho nên gọi là trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, hoặc trí nhất thiết tướng, ba trí như vậy, dứt các phiền não có sai khác không? Dứt có còn sót, hoặc không còn sót hay không? Phật bảo thiện hiện, chẳng phải việc dứt các phiền não có sự khác nhau, nhưng các vị Như Lai đã vĩnh viễn dứt trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, còn thanh văn độc giác thì chưa vĩnh viễn dứt trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não. Thiện hiện lại hỏi, các phiền não đã đoạn thì được vô vi phải không? Phật bảo, đúng vậy. Thiện hiện lại hỏi, thanh văn độc giác không được vô vi, có dứt hết phiền não không? Phật nói, chẳng dứt. Thiện hiện lại hỏi, trong pháp vô vi có sự sai biệt không? Phật bảo, không có. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu pháp vô vi không có sai biệt, vậy vì sao Phật nói tập khí tương tục của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều đã vĩnh viễn đoạn trừ, còn tập khí tương tục của thanh văn độc giác vẫn chưa được đoạn trừ vĩnh viễn? Phật bảo thiện hiện, tập khí tương tục thật ra chẳng phải phiền não, nhưng các thanh văn và các độc giác đã dứt phiền não chỉ còn một phần nhỏ tương tự như tham sân si phát động nơi thân ngữ, nên nói là tập khí tương tục. Tập khí tương tục này ở phàm phu ngu si thì có thể phát sanh việc không lợi ích, còn ở thanh văn độc giác thì nó không thể làm phát sanh việc không lợi ích. Tất cả tập khí tương tục như vậy, chư Phật Thế Tôn hoàn toàn không có. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, đạo với Niết Bàn đều không tự tánh, vì sao Phật nói đây là Dự Lưu, đây là Nhất Lai, đây là Bất Hoàn, đây là A-La-Hán, đây là Độc Giác, đây là Bồ-Tát, đây là Như Lai? Phật bảo thiện hiện, hoặc Dự Lưu, hoặc Nhất Lai, hoặc Bất Hoàn, hoặc A-La-Hán, hoặc Độc Giác, hoặc Bồ-Tát, hoặc Như Lai, tất cả đều từ vô vi hiển hiện ra. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, trong vô vi thật có nghĩa Dự Lưu cho đến Như Lai khác nhau không? Phật bảo không có. Thiện hiện lại hỏi, nếu vậy tại sao Phật nói Dự Lưu cho đến Như Lai tất cả đều từ vô vi hiện ra? Phật bảo thiện hiện, ta y theo thế tục mà hiển bày có Dự Lưu hiện ra sai khác, chớ không dựa vào thắng nghĩa. Chẳng phải ở trong thắng nghĩa mà có sự hiển bày. Vì sao? Vì chẳng phải trong vô vi mà có cách nói năng hoặc tuệ phân biệt, hoặc cả hai thứ. Nhưng vì theo thế tục nói sự đoạn diệt các pháp, nên y theo đó nói giai đoạn sau của các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tự tướng của tất cả các pháp đều không, thì giai đoạn trước còn không có, huống gì giai đoạn sau, làm sao có? Nay vì sao lại bày ra có giai đoạn sau vậy? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, như lời ông nói. Vốn tự tướng của các pháp đều là không, giai đoạn trước còn không có, huống gì có giai đoạn sau mà thật có thì thật phi lý. Nhưng các hữu tình không thể thấu rõ tự tướng của các pháp vốn đều không để làm lợi ích cho họ, nên ta phương tiện giải nói đây là giai đoạn trước, đây là giai đoạn sau. Nhưng ở trong tự tướng không của tất cả các pháp, giai đoạn trước, giai đoạn sau đều bất khả đắc. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát thấu rõ tự tướng của tất cả các pháp là không rồi, thì nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát thấu rõ tự tướng tất cả các pháp đều không, rồi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp trước các pháp, nghĩa là không chấp trước các pháp khác nhau, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thiện hoặc ác, hoặc hữu ký hoặc vô ký, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, cũng không chấp trước pháp thanh văn hoặc pháp độc giác, pháp Bồ Tát hoặc pháp Như Lai, chỉ y theo ngôn ngữ của thế gian mà giả lập, không y theo thắng nghĩa. Hết quyển thứ 462.